Chào mọi người, mình vừa làm xong cái này, mình thấy rất là hứng thú nên mình chia sẻ với cả mọi người nhé. Đây là một cái đồng hồ, cái đồng hồ hẹn giờ là một. Thứ hai, nó cũng là một cái thời gian biểu, thời khóa biểu bằng hình ảnh để cho trẻ quản lý được cái thời gian học cũng như là quản lý được cái công việc của mình. Nó cũng giống như là các cái quy trình mà chúng ta thấy thường bằng 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 tranh ảnh đó, thì nó cũng là như thế. Thế tuy nhiên ở đây thì nó có tích hợp là, thứ nhất là nó có sự chuyển động, thứ hai là nó có nó sử dụng máy tính chứ nó không phải sử dụng bằng giấy. Ngoài ra nó có một số cái rất là hay khác thì mình có thể giới thiệu cho mọi người ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhá. Khi mà trẻ bắt đầu học thì trẻ sẽ bấm vào cái hình tam giác này đó, và cái đồng hồ sẽ bắt đầu khởi chạy. Và cái kim chính là hình ảnh của trẻ. Và ở đây tôi lấy ví dụ là của tôi đấy ạ. Nó sẽ chạy từ từ dần dần. Và đương nhiên đồng hồ này là 30 phút. Thế nhưng mà tôi đang để nó chạy là chỉ tốc độ là 1 phút thôi để cho nhanh ạ. Đó, nhưng nếu là trẻ làm thì phải đúng thời gian của trẻ nhé. Khi kim đồng hồ chỉ đến phần đọc thì trẻ sẽ kích vào phần đọc. Và nó sẽ mở ra cái chỉ dẫn cho phần đọc. Đó là mở sách tiếng Việt, đọc bài, gạch chân các từ đó. Đó, đó là ba yêu cầu. Trẻ sẽ lấy sách ra và trẻ thực hiện hoạt động. Hoặc là khi trẻ kích vào cái phần đọc đó thì hiện lên một cái bài đọc để cho trẻ đọc luôn ở trên slide này. Thì bản thân cái này cũng đã là phần đọc hiểu rồi đấy ạ. Bài tập đọc này, mở sách đúng không ạ? Trẻ sẽ phải đọc và làm theo. Đó. Và khi này thì cái đồng hồ nó đang dừng. Trẻ quay trở lại, cái đồng hồ chạy tiếp. Và đến phần viết. Đó. Thì trẻ sẽ kích vào viết và cái yêu cầu bài viết sẽ là chỉ dẫn là mở bài về tập viết ra trang bao nhiêu, viết chữ bờ, hoặc là cũng là một cái yêu cầu là ví dụ như là con đi xuống tầng 2 lấy pha trà cho bố hoặc là pha sữa cho con tự đi xuống, thì đấy là cái nhiệm vụ thứ hai đó. Thì trẻ sẽ mở ra trẻ đọc đó. Thì là tiếp theo trẻ quay trở lại thì cái đồng hồ nó vẫn đang chạy 30 phút đúng không ạ? Thì sẽ đến phần toán, sẽ kích vào toán và sẽ có cái chỉ dẫn toán. Đó, hoặc là trực tiếp trang toán trên này. Nếu như trẻ sử dụng được máy máy tính hoặc là lúc đó trẻ học cùng với cả cô hoặc học cùng với mẹ thì chúng ta có thể soạn những cái bài trên máy tính để cho trẻ làm. Đó, sau đó sẽ quay trở lại. Đến phần vẽ thì trẻ kích ra và trẻ có yêu cầu để trẻ làm. Đó, thì ở đây cái đồng hồ nó sẽ chạy đúng cái khoảng thời gian mà chúng ta muốn trẻ học và trẻ có khả năng học được. Đó là tôi để là 30 phút, cái này nó chỉ chạy 1 phút thôi nên rất nhanh. Và khi kết thúc cái phần thời gian đó thì nó sẽ có tiếng chuông báo là hết giờ, là trẻ sẽ thực hiện hoạt động chơi của mình. Đó, nó có cả thời gian trong cái quá trình thực hiện nhưng thực ra có cái tiếng nhưng mà thực ra tôi không để, bởi vì là trẻ nó sẽ bị mất tập trung bởi cái tiếng của cái tiếng đồng hồ chạy đó, nên tôi không để, tôi chỉ để cái tiếng báo kết thúc cuối giờ thôi. Và có một cái nữa, chúng ta sẽ thấy là khi cái đồng hồ này chạy. Rồi, đồng hồ nó sẽ chạy. Nhớ là cái tốc độ nó sẽ là rất chậm nhá. Ở đây là ví dụ thôi đấy, nó mới nhanh thế đấy. Thì các bạn thấy là ở các ô này có ô to ô nhỏ, đấy là cái khoảng thời gian tôi ước lượng đấy ạ. Ví dụ như đọc là mất ít thời gian nên tôi để nó rất là ngắn, viết dài hơn này, rộng hơn này, toán rộng nữa này, vẽ ngắn này đó. Khi mà trẻ thực hiện xong cái gì thì trẻ chỉ cần đánh một chữ x vào đấy, đánh một chữ x vào đấy, đánh một chữ x vào đấy, đó là tích là trẻ đã làm xong đúng không ạ? Còn đâu cái kim kia thì nó cứ chạy thôi, nó cứ chạy đúng theo thời lượng mà chúng ta hẹn giờ, nó là một cái đồng hồ đấy ạ. Nó thì trẻ sẽ rất là thích, bởi vì đây là một cái lịch trình rất là sinh động này, trẻ được tham gia một số cái thao tác này đó. Thì tôi hy vọng là cái này thì sẽ hỗ trợ được cho một số bạn, đặc biệt là những bạn tiểu học hoặc là những bạn trẻ lớn ấy, thì chúng ta có thể cho cái lịch trình này cũng được. Giờ xin cảm ơn các bạn.